Alo aha. Uh, vâng, có chuyện gì vậy? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đó là một buổi sáng. Tốt Đó là một buổi sáng tốt lành. Là giờ này lại đấu với tôi. Trước khi tôi có thể bắt đầu lừa hơn gở. Đó là độ sao phân đâu. giải nhanh hơn một chút cho sáng nay. Hy vọng bạn đang làm tốt. Rõ ràng là chúng tôi. Trong phiên giao dịch thứ năm cho các chỉ số. Trọng tâm của chúng tôi là NASA. Như bạn có thể thấy ở đó là biểu đồ một phút. Phản ứng ở một số cấp độ ngẫu nhiên. Cơ hội tuần mới. Tôi xin lỗi vì khoảng cách ngày mới mở ra và góc trên bên trái. Chúng tôi có khung thời gian 15 phút và sau đó là khung thời gian 5 phút ở phía dưới bên trái. Vì vậy chúng tôi sẽ xem cách chúng tôi mở. Sẽ có một khoảng cách khá lớn. Vì vậy, chúng tôi chú thích điều đó thực sự nhanh chóng là ở nơi đây. chúng tôi ngừng giao dịch cho giờ giao dịch thông thường. Một lần nữa thực hiện góc dưới bên phải vì vậy chúng tôi đang chuyển đổi và sau đó chúng tôi sẽ và chúng tôi sẽ sử dụng cái này và nơi chúng tôi mở cửa lúc 9 giờ 30 phút, chúng tôi sẽ chú thích rằng. Vì vậy, ngay bây giờ, nó đang điều trị lúc 3 giờ 48 phút, vì vậy nếu tôi lấy điểm nhấn đó, giữ điều khiển kéo đi, và đặt nó thực sự gần với điều đó, giá thị trường mà chúng tôi ngay bây ở, giờ khi tôi quay lại giờ giao dịch điện tử, bạn sẽ ở đó để tôi thả. Như thế và sau đó, tôi sẽ chỉ thay đổi điều đó bây giờ cái này và cái này sẽ đặt thành bất kỳ giá mở cửa đầu tiên nào lúc 9 giờ 30 phút. trong khoảng phút. 55 giây hoặc ít hơn. Vì vậy có một khá lớn. Mở cao cấp này là rất nhiều. Rất nhiều chuyển động từ nơi chúng tôi định cư vào phiên ngày hôm qua so với nơi chúng ta đang mở ra, nó không có nghĩa là luôn có một luôn. sự trở lại hoàn toàn với điều đó mức đó ở đây, nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nó sẽ cố gắng là và ngay đó, lập tức mối quan tâm của tôi là tôi muốn thấy cái này được giao dịch với nó không cần làm bất cứ điều gì ở đây. Chúng tôi không cố gắng cho tôi đã nói về ngày hôm qua. Ông. Chúng tôi muốn xem phạm vi mở đầu như thế nào. Phạm vi mở là, 30 phút đầu tiên, từ 9 giờ 30 phút đến 10 bạn Nếu thời gian của bạn khi bạn nền tảng chế độ xem đào tạo, bạn gần đặt thành New York. Theo cách đó mọi thứ mà bạn đang học trong này, kênh YouTube, là cho mình. Chúng tôi ở đây, vì vậy giá mở cửa là 3, 52. Vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi nó thành 3, 52. Tất cả tốt hơn em bé ngay tại đó. Vì vậy bây giờ những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi sẽ chỉ xem và Nào xem nó có chạy trên cao ở đây không. Đó là đâu? Thành khoản bên cạnh là Và trên cùng bên trái Được rồi, vậy chúng ta sẽ ngồi và thư giãn hơn. Tôi có một cuộc hẹn lúc 10 giờ 45 phút mà tôi phải thực hiện. Vì vậy, chúng ta sẽ đi vào khoảng 10 giờ 30 phút. Có lẽ vài phút trước 10 giờ 30 phút. Vì vậy, tôi sẽ ngồi với bạn thông qua. 30 phút đầu tiên sau 10. Vì vậy, hy vọng chúng ta sẽ thấy một số loại tôi đạn có thể đạn. đi cùng bạn. <laughs> Sơ y nở lỗi. Ôi chúa ơi! Và chúng tôi có khoảng cách nhỏ nhỏ mà chúng tôi đi. Chúng ta đây. sẽ xem liệu điều đó có cung cấp một thanh khoản, khoản hấp dẫn ở đó. Cái gì? Đây bạn đi. Vì vậy đó là một trong những loại bánh mì và bơ thực sự dễ dàng. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng có một nhóm thanh khoản. Họ sẽ cho Bailey ăn. Chờ một giây để tôi nhắn tin cho vợ tôi và bảo cô ấy vào gũi. đi nào ổn thỏa vì vậy chúng tôi đã có một cuộc chạy ban đầu nhỏ sau vụ nổ lớn lúc 8: giờ 30 phút hoàn toàn ngẫu nhiên bạn có thể mong đợi một cái gì đó như thế chúng xảy tôi ra. đã có sự mất cân bằng âm lượng này ở đây ở chúng tôi cơ thể đã giao dịch này. Này, trở lại giao dịch đó ở đó và chúng tôi có mức thấp tương đối bằng nhau từ đây đến đây nghiên cứu điều đó vì vậy mức cao tương đối bằng nhau ở đây. Chúng tôi đã thấy nó chạy trên đó. Khoảng trống nhỏ nhỏ đó. Một đứa nhỏ ngay đó ô tôi thắp nó cho bạn. Tôi sẽ tối đa hóa. Biểu đồ này sẽ hoạt động với biểu đồ này. Ngay đó, giữ nó trung lập. Tôi không muốn ảnh hưởng đến bạn với màu sắc. Nhưng tôi không cần điều đó. Vì vậy, khi chúng tôi đối xử với điều này ở đây, tôi đã chú ý đến bạn ở đó. Sau khi nó rõ ràng là ngồi như ngay tại đây, nhưng quyền đó vẫn còn một điểm vào. Bởi vì bạn có thấp, cao thấp thấp, bạn đang ở trong cầu dao, có thể được sử dụng như một ít nhiều khoảng cách túi công bằng không phản ứng với nó. Vâng, bạn không cần ngọn nến để đóng lại và sau đó thanh khoản ở đây. Vì vậy hãy nhìn từ khu vực này ở đây. Tập hợp để lấy thanh khoản đó. Đó là lần đầu tiên của bạn. Ảnh chụp màn hình. Bạn muốn chụp và chú thích a lập đó và có bao nhiêu thời gian để chạy? Rõ ràng là nó không mất nhiều thời gian, chỉ như một phút. Bao nhiêu nhiệt trên khoảng cách giá trị hợp lý đó, số 0. Và sau đó có ngay lập tức chạy đến thanh khoản. Vì vậy bây giờ, bởi vì chúng tôi đã có cuộc chạy và chúng tôi đã có một cuộc chạy đua lớn. Ừm, nó sẽ kéo dài bạn thực sự như một tuần rưỡi bây giờ. Nó đã đi cao hơn. Chúng tôi đã có một đợt tăng giá bốc đồng lúc 8 giờ 30 phút tạo ra hạ ở đây chúng tôi đã mở. 9 giờ 30 phút chạy để mua bên ở đây. Cái này là cái gì? Cái gì đây ngay đây? Một bức cao cấp. Chúng tôi đang nghiên cứu bên mua ở đây. Chúng tôi muốn xem nó có muốn quay lại không. Vì nghĩ về mọi người dài. Họ sẽ theo dõi khoản lỗ cổ phiếu. Họ sẽ làm kẹt chúng ở đâu? Ngay bên dưới đây. Vì vậy, bất cứ ai muốn thoát ra và đi lên, sẽ làm điều đó khi đột phá ở đây. Vì vậy, họ đang ở bây giờ họ đang ở. Họ đã có người trên bảng dài và nơi họ sẽ dừng lỗ. Ngay bên dưới đây. Tất cả dưới đây và người vận chuyển từ hôm qua. Và sáng nay lúc 8 giờ 30 phút, chúng tôi đã chạy lên đây. Khoảng cách mở cửa ngày mới hôm nay đã tăng lên. Diễn tập bộ binh thể chế. KHGOG cách ly khai. Đây là nơi Flag hoạt động và sau đó chạy lên khoảng trống này ngay tại đây và tính thanh khoản mà tôi tập trung ở đây. Tôi không cố gắng chọn đâu, nhưng những gì tôi đang tìm kiếm là tôi muốn xem chúng ta có thể phá vỡ dưới khoảng trống này có màu vàng được. Đó là nơi tôi tập mắt tôi ở đó vì tôi muốn xem chúng ta có xuống dưới nó không. Quay lại và coi nó như một sự đảo ngược, súng giá trị hợp lý đưa chúng ta vào thanh khoản ở đây và vào khoảng trống này ngay tại đó. Vì vậy, cho phiên buổi sáng, nó quá giàu quá đắt ngay bây giờ để muốn mua nó, chúng tôi có một khoảng cách mở cao hơn. Chúng tôi đã có một lần chạy ban đầu cạnh nhau, Tôi không theo đuổi điều đó. Vì vậy chúng tôi trở lại cùng một tiêu chí mà chúng tôi đã áp Hôm nay là thứ ba, nên tôi sẽ không mua cao cấp như thế này. Đây là cái này quá giàu quá đắt. Và một lần nữa. Điều tương tự nếu nó muốn chạy. Nó sẽ chạy mà không có tôi, sau đó vào buổi sáng 10 giờ phút tôi sẽ làm gì đó với viên đạn bạc ở đó. Nó luôn ở đó, nó không bao giờ nó không bao giờ không có trong bảng xếp hạng được. Vì vậy chúng tôi có thêm một vết sưng trên mức cao. Và để tôi vẽ ra a. À, đây là nơi tôi quan tâm đến buổi sáng phiên cho đến nay. Và tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy, nó phải có màu này. Đây bạn đi. Vì vậy những gì chúng tôi có ở đây là chúng tôi có thấp. Cao. Cầu giao thấp bên trong khoảng cách mở ngày mới. Đó là cấp độ này ở đây và cấp độ đó ở đây. Chúng tôi củng cố chúng tôi thả xuống. 8 giờ 30 phút bùng nổ cất cánh. Để lại một khoảng trống ở đây, mức thấp tương đối mát mẻ ở đây, mức cao đã được thực hiện. Vì vậy những gì chúng ta đang xem là thị trường đang, đang được tạo ra, ra. Phía trên sau khi một khoảng trống lớn lại mở ra bạn có thể thấy điều đó ở đây thấy khoảng cách lớn giữa nơi chúng ta định cư ngày hôm qua và chúng ta đang ở đâu vậy đó là lý do tại sao mối quan tâm của tôi là khoảng cách thấp đó hợp lý đó bởi vì nó chỉ là một sự hợp nhất chạy đến thanh khoản trở lại của mức thoái lui nhỏ hơn và sau đó tập hợp một lần vì vậy nữa chúng tôi thực sự rất đắt rất đắt và rất nhiều nhà giao dịch có túi sâu hơn sẽ đợi giảm giá và họ không quan tâm đến cố gắng mua những mức giá tăng cao này công chúng trên con phố mà bạn biết tiền đường phố hoặc báo giá tiền ngu ngốc họ sẽ mua nó mỗi lần nó làm điều này bởi vì họ đang mua động lực hoặc họ đang rút ngắn điểm yếu vì vậy họ họ luôn theo đuổi giá cả và là một nhà đầu cơ và nhà phân tích có đầu óc chuyên nghiệp bạn muốn tìm kiếm giá rẻ giảm giá để mua và bạn muốn bán đắt dụng cụ giá cao cấp vì vậy điều rất quan trọng là phải có những quy tắc đó và viết những thứ đó trong nhật ký của bạn không có gì buộc bạn phải trả quá nhiều không có gì nên làm cho bạn cảm thấy như bạn sẽ bỏ lỡ vì vậy bạn sẵn sàng trả giá cao hơn cho nó nếu bạn có vai trò đó trong giao dịch của mình nó sẽ ngăn cản rất nhiều trái tim đau lòng và khó khăn bởi vì theo đuổi giá không bao giờ là một điều tốt. Rất ít và xa giữa có trường hợp nào đuổi theo nó và nó chạy trong năm. 608 điểm rất hiếm khi nó làm được điều đó, nhưng có nhiều khả năng những thứ này sẽ tăng lên. Đột phá khiến mọi người bị bắt lâu và nếu họ không đi đủ trên con đường đó, ở đây họ có nó bây giờ. Vì vậy chúng tôi có một, hai ba bây giờ chúng tôi có nó với ngọn nến. Tôi nói chúng ta có ba, ba mô hình khô cao hơn bên trong thanh khoản. Tất cả những điều này bây giờ được làm cho lầm trường. Và chưa. tôi muốn xem chúng ta có thể vào bên dưới nó không. Cheater như khoảng cách tỷ giá hợp lý miễn là nó không giao dịch dưới mức thấp này, hoặc vào khoảng trống này ở đây. Tôi muốn thấy nó sử dụng nó như một chất xúc tác đưa chúng ta xuống đó và sau đó theo giả thuyết a hey lớp những gì bạn sẽ nói là Tôi muốn là, xem liệu nó có làm được những điều này không. Đây sẽ là một ảnh chụp màn hình ở dưới đó. Sau khi vua ra khỏi đó, đó là ảnh chụp màn hình cho một ý tưởng ngắn. Nhưng bạn không demo nó, bạn không tham gia bất kỳ loại giao dịch thực tế nào. Bạn chỉ đang xem nó và sau đó bạn sẽ nói ổn. Lấy một phần ở đây và sau đó, bạn sẽ xem xét nếu nó muốn cái này, nhưng bạn đang thực hiện từng bước một. Bạn không cố gắng vào đây và chọn đâu. Bạn không cố gắng để bạn gọi là hàng đầu. Bạn đang tìm kiếm chữ ký để hỗ trợ một ý tưởng. Rằng bạn đang đi săn. Đó sẽ là một phần của tiết mục và mô hình của bạn. Bạn không ép buộc ý tưởng của mình. Bạn không vật tay. Bạn không cố gắng áp đặt ý chí của bạn. Bạn không nói rằng nó phải xảy ra. Bạn đang theo dõi để xem liệu những điều này có thực sự xảy ra không trong hành động giá. Phải thực sự thư giãn. Cố gắng không mong đợi mọi thứ diễn ra. theo mong muốn của bạn hàng ngày bởi vì nó sẽ không phải lúc nào cũng như vậy. Được rồi khoảng cách nhỏ nhỏ ngay tại đây. Ngay giữa ngọn nến đó. Và ngọn nến này cao. tôi cứ tự nhủ mình đổ nước cho đến khi cốc không phải lúc nào nó cũng gây ra tiếng ổn đó nhưng chỉ cần nghĩ về nó như ikerterasmerzer tôi có những người để lại bình luận nói tôi thích khi bạn thì thầm tôi ước bạn sẽ nói chuyện với bình luận và thì thầm sau đó tôi có những người khác nói anh bạn, tại sao bạn tôi thì thầm tôi phát khiếp hơi và bạn nghĩ tôi là người lưỡng cực cháu gái của tôi là người lưỡng cực họ không bao giờ bạn biết họ không bao giờ họ không bao giờ hài lòng được rồi một lần nữa chuyển vào bản gốc bằng dấu hiệu ngay tại đây Nếu bạn nhìn lại những gì chúng tôi đã làm kể từ thứ ba, như tôi đã đề cập vào ngày hôm tôi đã đó, nói, ngay cả khi nó muốn, ngay cả khi không nó sao muốn đâu tiếp tục cao hơn. Chúng tôi không cố gắng chúng chọn hàng tôi không cố gắng chọn đấy. nhưng chúng tôi đang tìm kiếm logic để đóng khung một. Một hình thức nghiên cứu hy vọng sẽ hy vọng và giúp hình thành một thói quen mà chúng ta đi vào giá cả. Và chúng tôi tìm kiếm những loại điều này sẽ xảy ra và nếu chúng không có trong biểu đồ bạn đang ngồi yên. Nó không có nghĩa là bạn phụ của bạn. Tiêu chuẩn phụ không thể giao dịch, bởi vì bạn không nhìn vào từng biến động này và biết nó sẽ làm điều đó. Điều đó không liên quan ngay bây giờ. Thông tin quá sớm và chúng tôi đang chờ đợi. Vì vậy, tôi đang đóng khung nó trên. Tôi muốn xem nó bên dưới đây. Nếu nó tiếp tục cao hơn thì không sao. Tôi sẽ đợi thêm thông tin vì 10 giờ phút. Viên đạn bạc đó là trọng tâm chính của chúng tôi trong ngày nhưng chúng tôi đang theo dõi và quan sát phạm vi mở cách chúng ta cư xử với ban đầu với phía tế bào thanh khoản nhiều. Tôi nên có chú thích này, tôi xin lỗi. Bây giờ, khi chúng ta nhìn vào khoảng trống này ở đây, như tôi đã đề cập đến nó, tôi sẽ thích hơn. Để xem điều này đi, và không quay lại điều đó một lần nữa. Thực tế là nó đã đi xuống như vậy. Với tôi là có vấn đề, tôi không muốn thấy nó chạy làm điều đó. Và có cảm giác như họ tiếp tục gửi nó cao hơn. Gửi nó cao hơn và tất cả. Đây là công việc để thu hút mọi người. Đi lâu hoặc ngăn chặn bất cứ ai đã ngắn. Vậy đây là, những loại ngày này hoặc những loại điều kiện này. Trong phần đầu của phiên, bạn thấy mọi người phàn nan ô, họ đang chặt tôi. Tôi hiểu tôi tiếp tục bị dừng lại. Tôi không biết chỉ là bạn biết. Cái đó là bạn thực sự làm tôi dối tung lên. Bạn chỉ cần bạn phải học cách chờ đợi, không có gì xảy ra cả. Chỉ vì chúng tôi chú thích những khoảng trống trong quá trình chạy, nơi nó có thể đến, đó không phải là thiết lập giao dịch của bạn, mà không phải là thiết lập ấy. Nó chỉ đáng để nghiên cứu cách nó hoạt động. Nó có thể giữ các cấp độ này không một khi họ đã được giống đặt. Giống như chúng ta đang học cái này. Đây là nơi mắt tôi ở. Tôi đang xem cách giá được giữ ở trên đây. tất cả những điều này tôi đang xem đó có khả năng chỉ là một cái bẫy giữ thị trường ở đó giữ nó ở đó và sau đó bởi vì nó sẽ không tăng hoặc nếu nói nó theo cách tăng, đó thì không nếu nó không cao hơn và parbergley bắt đầu chạy trốn cao hơn nhiều khả năng đây chỉ là giống như một cái bẫy nắm giữ thương nhân với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục cao hơn bởi vì chúng tôi đã có cuộc chạy lớn này. Họ cảm thấy lúc như họ đã bỏ lỡ bước đi mà chúng tôi đã mở. Lúc 9 giờ 30 phút, sự suy giảm nhỏ nhỏ thành một khoảng và sau đó không quay bằng. trở lại cạnh, cạnh nhau. Vì vậy chúng tôi đã làm việc khu vực này trên mức cao này. Nhưng chúng ta có thấy bất kỳ lần chạy ngay lập tức nào cao hơn kể từ nó có không. thể. Nhưng tôi không muốn giao dịch sớm thế này. Bởi vì đây thường là những lúc mà bạn có thể mất cảnh giác. Hở ô cờ Việt Điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía sai Vì vậy, tôi tha. Ở đây về mặt thận trọng. Và chờ thông tin tôi đã cung cấp cho bạn. Tôi muốn thấy khoảng trống này được đánh đổi qua nó. Coi nó như phiêu ê đảo Bạn có và tiếp cận với tính thanh khoản này và có thể đi xa đến tận đây. Và nó vẫn có thể cao hơn. Chỉ cần nhìn vào cách nó giao dịch ngày hôm qua. Tôi rồi, ý chúng tôi là cao hơn một chút. Điều tương tự ở đây, tôi vẫn đang xem cái này, vì tất cả cái này có thể là 10. Có khả năng chỉ là giữ các nhà giao dịch trong. Bẫy chúng với giá cao hơn, và sau đó cả chúng thấp hơn. Bởi vì họ có thể làm hai điều, số một nó sẽ làm ra đau đớn đó, cho bất kỳ ai đã mua một đột phá. Tôi không quan tâm đến việc mua một break, nó nhận được nếu nó tăng thô và tiếp tục tăng cao hơn. Không sao đâu, đó là một động thái. Quay lại mà tôi bài không giảng. tham gia. tôi đã giảng vào thứ ba ưng. Ừ. Phát trực tiếp tôi đoán đó sẽ là ngày thứ bảy. Chỉ cần nhìn vào bất kỳ ngày thứ ba nào là cái đó, bài giảng đó nói về những gì tôi sẵn sàng chịu đựng, những gì tôi đang tìm kiếm, những gì tôi sẽ không quan tâm đến giao dịch và khi tôi để giá đi mà không có tôi. Vì vậy, bởi vì chúng tôi đã có cuộc chạy đua lớn này kể từ 8 giờ 30 phút, hãy đưa một số điều đó trở lại biểu đồ một lần nữa đây là tất cả sự hưng phấn và sau đó chúng tôi đã có một chúng tôi mở giao dịch trên nó giao dịch trên nó giao dịch trên nó giao dịch bây giờ chúng tôi ở đây tôi không quan tâm đến việc mất nhiều thời gian tôi không muốn mua cái này tôi, tôi sẽ muốn. không lấy một chiếc túi đèn kng chống ở đây để đi xuống giao dịch vì nó quá dài trong răng điều đó có nghĩa là nó kéo dài quá xa và nó có nhiều khả năng cố gắng trở lại giá trị hợp lý thanh khoản là gì thấp 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 khoảng cách thấp tương đối bằng nhau. Khoảng cách này ở đây sự hợp nhất này. Có rất nhiều thanh khoản và lãi suất để bảo vệ một vị trí dài phải ngay bên dưới đây, bởi vì nó được di chuyển lên rất nhanh. Vì vậy, các nhà giao dịch sẽ muốn đặt lạnh ngay dưới đó họ để bảo vệ và bảo tồn phần lớn tất cả các động thái này, nếu họ đủ hạnh phúc hoặc may mắn để trở thành một phần của nó. Được rồi 9 giờ 50 phút. Chỉ khoảng 9 phút trước Silver Bell. 10, không giờ bắt đầu. 52 tuổi nứt xương. chỉ muốn xem qua. Vì vậy Ace bị tụt hậu một chút, vì vậy điều đó có nghĩa là nó có thể sẽ hoặc xem nghị quyết ở mức cao nhất và cho phép Ace bắt kịp. Nghĩa là nó phải vượt quá mức cao này. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu thấy sự cố NASA và không thể tăng cao hơn nữa, Chúng tôi có. Mắt tôi đi đây. Vì vậy nếu nó đến đây, tôi thích khoảng cách đó cho S. Vì vậy đối với những người đang xem S. Chỉ cần nhìn nó như thế này, nó dễ dàng hơn để tôi vẽ mức đó ở đó. Nhưng ban đầu nó vẫn có thể đưa ra mức cao. Vì hôm nay chúng ta có nạc steak uốn dẻo khạnh cái chết tiệt của cô ấy nhớ lại chúng tôi không cố gắng chọn phần cuối của bước đi bởi vì đó là một năm bầu cử tôi đã nói với bạn nhiều lần ngay cả trong e không gian Twitter năm ngoái và năm trước, những năm bầu cử, họ cố gắng thúc đẩy thị trường chứng khoán bởi vì họ thích làm. Người đương nhiệm tổng thống có vẻ như họ đã làm tốt. Nhưng thị trường chứng khoán của họ không phải là dấu hiệu tế. Nó chỉ là một sòng bạc đầu cơ. Vì thế nó giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm được xây dựng. Các năm bầu cử có xu hướng tích hợp mua mô hình nó tiếp tục tăng cao hơn nhấn cao hơn thị trường dễ dàng tăng cao hơn vào những năm bầu cử hơn là giảm và bạn thêm nó vào tích hợp tiền đề rằng cổ phiếu có nghĩa là đi lên thị trường có nghĩa là đi lên nó là bạn đang chiến đấu một trận thua nếu bạn đang bạn đang cố gắng rút ngắn mọi trường hợp thị trường cung cấp cho bạn một số loại chiến thuật gãy cánh như âu nhìn im Tôi sắp đi xuống và bạn đi vào. Bạn cố gắng rút bạn bị chặt như thế này. Đó là lý do tại sao tôi đã áp dụng các nơi tôi phải xem những thứ nhất định, giao dịch với. Và sau đó, bạn có những người có thể nghe điều này, hoặc xem nó và bạn sẽ nói suy nghĩ này. Anh chàng này không biết thị trường tôi đang đi đâu, sẽ đi đến đâu. Nó sẽ tiếp tục đẩy và siết chặt những người muốn đi ngắn bởi vì mọi thứ nói với tôi, điều này để đi xuống đây. Nhưng tôi phải đợi nó ngừng làm phần này của nó. Và các quy tắc của tôi nói rằng nó phải cho tôi cái giếng đầu tiên này. Bạn đang bỏ lỡ tất cả những điều này. Bạn có ở trong đó, không bạn đã đi cùng. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì, trừ khi nó có ý nghĩa. Bởi một vì tôi không phải là... Tôi không muốn tôi đi vào mối giao dịch. Tôi không muốn có một mối quan hệ tình cảm. Chúng tôi lo ngại về kết quả của biến động giá, trừ khi nó phù hợp với các tiêu chí mà tôi dự đoán đã thấy. Và nếu nó không có những dấu hiệu này, cờ dấu hiệu. Tôi đang làm gì vậy? Tôi đang đánh bạc. Nếu đó là những gì, tôi không tuân theo một quy tắc. Tôi không theo dõi một người mẫu. Sau đó tôi chỉ theo đuổi giá cả và sự ngu ngốc đó. Chúng tôi đã biết điều đó có khả năng tiếp tục tăng cao hơn. Nhưng ngay cả khi nó tăng cao hơn, nó phải giảm và có một số loại thoái lui. Một số biến động giá làm đảo lộn thanh khoản trên. Ở phía bên dưới, bên tế bào phải được tham gia vì tâm lý của tôi là tôi biết rằng các thực thể có nguồn thu nhập lớn hơn và vốn chủ sở hữu và tiền để giao dịch tốt hơn và vĩ đại hơn tôi họ không sẵn sàng quan tâm đến thị trường khi nó tập hợp ngay khi mở ra điều này có nhiều khả năng là họ sẽ